Chào mừng các bạn trở lại kênh Đời Sống Kinh Nghiệm. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp cái chỗ chạy gà của anh Hương ở thị xã Tân Châu, An Giang. Chạy gà tre của anh Hương. Anh Hương này chuyên nuôi gà tre kiển, tạo giống lại đổ giống gà tre Tân Châu rồi các bạn. Cái loại gà tre Tân Châu này là khá nhiều anh em thích nuôi để lập cảnh, gọi là gà kiển đó. Này con gà màu khét này, màu khét màu trình dâu có râu, màu đen trình vàng. Gà này gà mới lớn này, trình gà này chừng 3-4 tháng. Chưa đủ lông nha. Nhiều người thích tìm những con gà mới lớn này nè, mua về chăm sóc, tự mình chăm sóc rồi từ lớn ra nhiều ra mã rồi lông nhiều, khi ra nhiều lông mã rồi đẹp đó, thì gà nó có giá trị. Anh em nào thích nuôi muốn tìm hiểu vì gà đó, tìm hiểu về gà gì đó, anh em có thể liên hệ với anh Hương qua số Zalo 0975044757. Anh Hương sẽ giải đáp những thắc mắc về gà để nuôi gà cho anh em. Và hoặc là muốn mua gà gì đó thì liên hệ với anh Hương để biết chi tiết nha. Dáng con gà khác này cũng khá đẹp. Gặp mở cửa ra kiếm đường phóng ra liền. Con này chừng 4 tháng, hơn 4 tháng tuổi.